Chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Táo nha. Thì xin trân trọng giới thiệu quý vị, bây giờ là 2 giờ chiều ngày 11 tháng 11 năm 2019 và ngày đây rất là hạnh được đón cháu Quân ở khu 8 xã Yên Dưỡng, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Phú Thọ, và đang để ký duyệt toàn bộ đồ gỗ của một phòng thờ đây. Trong đó là có cái sập ngồi này, sập thờ và bộ cuốn thư câu đối kia. Và đó, đây là trên ảnh quý vị, đây là anh Quân ở khu 8 xã Yên Dưỡng và đăng ký về cho sập ngồi. Thôi bốn cái mặt thì đặt đến hơi khó, cơ bản cái đầu chân với cái dạ chính là được. Đó. Thì giới thiệu quý vị đây, bộ sập ngồi bằng gỗ gỗ vụ Lào, chất liệu gỗ Lào, đường đôi chạm ngũ phúc và chân tùng lập, cái sập ở kích thước 1m62m, chân 22 và bộ cuốn thư câu đối là được đôi chạm mai điểu mai hóa và câu đối chạm mai hóa nha. Và cuốn thư rất đẹp, được chúng tôi chạm ba chữ Đức lưu qua và trên nền gấm và ngữ dịch bên dưới ra tiếng Việt bên dưới nhé. Chân đầu trên xong đầu dưới là sơn mất. Và đây chiếc sập thờ quý vị ạ, chân 20 nhá. Phía trước là 1m97 và rộng 97 và cao 1m17. Đây và chất liệu gỗ và những cái chạm mai đẹp. Rất là đẹp. Giữa là chữ giờ các chữ thọ. Và một chạm khác những cái chim đẹp rất là dày tứ và các chi tiết hoa văn được người gọt rũa rất là tỉ mỉ. Và chúng tôi là những người thợ rất là lành nghề, gọt rũa rất là tỉ mỉ, đường nét chi tiết rất là cành bong và ở trên cổ cuốn thư hai bên hai cành mai hóa, cổ ở giữa là được chạm hoa dây rất là đẹp. Toàn cảnh bộ sản phẩm của anh Quân khu 8 xã Yên Dưỡng này, cái này này, cái là một cuốn thư câu đối này, ở trên tập của bộ 62m, bên trong là cái tập thở trên 20 và chất liệu của vụ rất kìa đẹp. Và thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube của Tùng Táo nha, và xin hẹn gặp lại quý vị clip sau nhé, và xin chân thành cảm ơn.